Và vâng, sau một khoảng thời gian trầm cảm với Alekino thì chúng ta quyết định trầm cảm tiếp với Alekino. Mọi người nói thiệt mà anh mình thấy ông này máu hơi mờ nha mọi người. Hơi máu mờ tí. Ai rồi cũng thế thôi, hiểu không? Chưa ra được set mạnh thì chưa ấy. Rồi, nhưng mà vấn đề là theo như một số comment mà mình nhận được từ những cái buổi quay khác trước, những video trước, thì nên cho một nhân vật nào đó không cần tấn công, không cần sát thương hỏa, không cần những gì chúng ta đang cần thì chúng tôi sẽ mang nhân vật đó vào để thực hiện tất cả. Ok, mình sẽ chọn Kazuha nhá. Nếu như được thì ok, còn nếu không là mình plan bạn chỉ mình. Trước mắt xét là không đúng rồi ha. Khởi đầu rất tương sẻ. Nó là đúng đồ cho Kazuha luôn ấy. Nó là đúng dòng phụ cho Kazuha thôi, luôn ấy. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản. Bắt đầu có đồ rồi đấy. Hả, cái gì vậy? Cái gì wow. Vậy? Bro! Wow! Ba đồ đầy tinh thông nha. Tôi bắt đầu coi... Tôi thấy nghi nghi rồi đó. Tôi sẽ tin viewer của tôi một lần nữa thôi nhé. À, hiện tại là tỷ số về số lượng đồ có tinh thông hiện là 5-9-5. Ừ thì đúng. Ok, 5-6. 6-7. Có lẽ mình nên đổi chiến thuật. Có lẽ mình nên đổi chiến thuật từ giờ. Thử thêm lần nữa đi, thử. À, thử thêm lần nữa hả? Thử thêm lần nữa hả? Ừ, okay, thử okay. Thêm lần nữa đi. Thể theo lời cầu nguyện, cầu xin của Hạo. Ok, tôi tin viewer lần nữa. À nhầm, mình không tin viewer rồi. Em đoán xem đồ hai đồ này có bao nhiêu tinh thông. Không không đi, em nói là không đi. Đó, một cái không có tinh thông. Rồi không có crit luôn. Thì anh hỏi em có tinh thông hay không mà anh đâu hỏi em có crit hay không đâu. Ah yes. Tôi tin cho một lần nữa, cho hết ngày hôm nay đi nha, để chứng minh coi là VO nó có thật hay không. Mà chưa gì thấy Sika mà đó. Phải ra nhá. Đồ crit nha, Kazuha nha. Cái này tinh thông dòng chính luôn. Đúng rồi, Kazuha luôn. Ờ thì cho nó có crit rồi đấy. Nhưng tại sao là hai dòng ngữ? Nguyên ngày hôm nay không ra được mà một. Có khi viewer kêu là anh nâng á, chứ không phải là anh dùng Kazuha anh farm, hiểu không? Không lẽ vậy thiệt ta. Thôi, ừ. Mai biết. Ừ, mai chúng ta sẽ biết. The next day. Sau một ngày mà nó hơi không được may mắn lắm, tôi đã mặc áo xám. Và để Daddy làm từ đầu tới cuối đi. Okay. Ra được đồ ngon đi, mình tính tiếp mấy bước sau. Chứ bước đầu còn không xong thì làm sao, đúng không? Cũng đầu xuôi đó, đầu xuôi đó, rồi không biết xuôi về đâu á. Đầu xuôi gọi là đầu xuôi, đuôi đần lọt, mất cái ô tôi rồi, chỉ còn xuôi thôi. Lần một thất bại, lần hai phải thành công chứ, chứ thất bại như cái áo xám này thì sao mà chơi được, đúng không? Rồi thất bại luôn này. nói cho giữ vào. Positive hả? Nãy nửa là nghĩ không positive rồi cho nên nó phạt á. Ủa rồi nãy giờ ra được cái đồ kia chưa? Hết nói gì luôn à? Hết nói luôn rồi. Giờ nó ra hai món xa xét, anh cạn lời luôn. May quá nó không cho mình tắt tiếng ha. Cho mình cạn lời. Đừng nói là hai ngày liên tiếp không nâng được bộ nào, nâng được món nào đâu nha. Đàng hoàng xíu đi. Ok. Nói tiếp đi anh. Skip qua ngày 3. Vâng, như các bạn đã thấy,
sau 2 ngày mà tổng số món là không, thậm chí cũng không có cá để nâng luôn. Thì tôi quyết định là tôi sẽ tung ra vũ khí bí mật. Vâng. Là cô ấy. Đúng, lại cô ấy. Lần này cô ấy sẽ giúp chúng ta. Positive đúng không? Positive energy. Ok, chúng ta được ba mảnh của một món cháp thanh chi Phật. Ba tập nâng nâng một lần này. Thôi mà không nên nói positive energy nữa đâu. Cứ bình thường thôi. Cứ bình thường thôi. Cho thử. Cho thử. Vâng, là hai cái hoa. Crit. Chắc là phải cần thêm hạ độc lệnh nữa nha mọi người. Ok, và lần cuối này cô để cho cô ấy tự làm. Cô ấy làm cho cô kia. Đừng làm cho cô ấy nha. Tí là bao. Này là gì? Này. Nhưng mà có hẹo trong đây. Nhưng mà ít nhất là chúng ta có được một thứ cũng khá là ngon, đúng không? Giờ theo như là một số bạn nói là bây giờ phải cần một nhân vật cân ngự đập đồ. Ok, tôi sẽ cần tướng quân để đập đồ giùm. Chúng ta sẽ nâng từ 4 dòng trước. Khoan đã. Khoan, từ từ sao lại ra nâng ngự bên. Ê cho đồ gần giống vậy nè. Dòng 4 coi ra cái gì. Tấn công flat. Sao giống đồ nãy vậy ta. Hả? Trời ơi, nó còn không. Đâu, còn cơ hội nữa, cho mày lên cơ hội nữa. What the hell? Rồi, cái mũ này sẽ quyết định cuộc chơi không mà cái mũ này. Đây, chính hắn. Tôi khẳng định cho Goro cầm là một sai lầm. Nó đang cần như vậy, nó còn tệ hơn cái này nữa chứ. Ít nhất là nó có cái chiều hướng đi lên. Là mình có đập đồ. Nào, sau 3 ngày hơn, tôi nghĩ là tôi sẽ không hơn thằng này đâu. Cho nên để Bennett ấy đồ thử coi nè. Nhìn làm thành tấn công quá chứ. Nó mới nhìn là hai lần. Nó mới nhìn là hai lần á. Mình nhìn nhầm cái này tí lại không. Nó sát thương. Chồng mụ tăng chi liệu. Này kỳ cục này.
Mày lộn xét rồi, mày lộn xét rồi. Nó đặt niềm tin không? Cho mày cơ hội thứ hai. Sang ngày tiếp theo giùm đi. Đã bao nhiêu cái hoa rồi nhỉ? Vẫn cho nó nâng đi. Mình cũng hơi tuyệt vọng phải không? Cảm giác nó đang vô form á. Cảm giác là nó đang đi đúng chiều hướng á. Mặc dù chỉ đúng được có mỗi hoa. Ok, cứ thử rồi. Thử lên 4 coi nó có ra không. Cảm giác như nó, nếu mà coi như là mỗi một lần là mình lấy được một món đúng không? Coi như là cũng gượng gượng được đó đi. What did you do, Hạo? What did you do? Cái này là mình giữ bởi vì nó là ly phong có sát thương nhưng mà sẽ không nâng nhé. Còn này chắc chắn mình sẽ không nâng nhé. Chúng ta sẽ có thêm một món được khóa nữa được không nhỉ? Đó, vậy đi. Món được khóa này. Ý tôi là... Sao ấy nhờ? Nào. Với cái hoa này. Một cái hoa đã khóa khác. Chúng ta có thêm một cái hoa nữa. Chính xác là hai cái. Bốn vòng chứ đi. Đi luôn. Đi là đi luôn. Nào mày đừng có như vậy chứ. Nào. Bro. Mày nó đi luôn. Mọi thứ một vòng đi luôn. Hình như tao nhớ mình lên 2 cấp nữa. Rồi. Hết. Trời ơi, 5 ngày rồi. Sao vậy? Nửa đường rồi. Nửa đường của phần 2 chứ không phải nửa đường phần 1 đâu. Tôi không thể tin được cái đồ 2 crit đầu tiên là cái này nha. Vẫn phải lưu mày á. Gì? Trời ơi là trời. Sao vậy? Mày đi tấn công được không? Mày vẫn giữ được á nhưng mà không nâng á. Double crit đúng rồi đó. Set đồ đúng. À lộn, bậy. Mo vị trí đúng rồi đó. Set đồ đúng một cái được không? Ok ok ok, ít nhất có cái đồ đàng hoàng. Thank you.
Tin vui là hôm nay nhiều đồ. Tin buồn là chỉ có một món là có ý nghĩa thôi. 2HB à. It's alright, like... Sao cuộc đời này đối xử với tao như vậy nè? Xin lỗi. Mở khóa, mình không xứng đáng làm offset. So với những cái thứ này. Thua này, bỏ này. Rồi. Mình có vài cái lò, vài cái ly đốt cái lòng cũ ra kết quả mới. Hey, that's pretty good. Và như thế Ly Thảo thì thực ra chưa đâu. Ly Thảo thì mình chờ một con Thảo gây đam nào đó hơn mình chơi được đấy. Nào chúng ta có một ly hỏa ở đây. Không có một phỏng dùng được luôn này. Đem đi này. Wow. Là nâng chưa vậy? Nhà nè. Giờ anh sẽ tiên đoán cái điều này nó sầm xí nè. Nó sẽ ra dòng bộ kích ở dưới này. Nhưng mà nó sẽ ra ba dòng còn lại ở trên. Cho một cây chơi á. Nó là hai thằng còn lại. Thậm chí nó còn không phải ly tấn công nữa. Khó quá vậy. Được 2 món. Simbo. Xin bố lần nữa. Ok, ít nhất mình có cái đồng cái hoa cũng nhìn khá ổn. Xin bố. Sao lại tinh thông chứ nhỉ? Mình còn một lần nữa. Còn xin bố. Rồi thì ít nhất mình cũng có được một cái hoa nữa. Nó xem như thế nào. Không thấy được. Ok, còn shop nữa, nếu như mà vô hai lần sát thương bạo thì ok. Giờ nó kết thúc rồi. Hành trình đầy gian khó này sẽ đi về đâu? Ok, và hôm nay lại là một ngày mới. Hy vọng ngày mới nó sẽ đỡ hơn những ngày cũ. Cũng mạnh. Đó, cũng hợp lý. Nhưng vẫn chưa đúng chỉ số lắm. Cái này là đúng chỉ số như của người khác nha. Ok, đang có tiến triển tốt. Nhưng mà lần sau mình đúng chỉ số của Alekino nha. Thêm xíu nữa, cố lên, thêm xíu nữa. Ừ, thì HB đó cũng...
Ờ cái này thì anh muốn giữ, anh giữ. Copy cho bạn một cơ hội. Ừ. Có thể các bạn sẽ nói là tại sao cái kênh này nó gọi là bị gì ta, bị nguyền. Bị nguyền với lại gọi là có một cái sự khao khát great value như thế. Thậm chí sát hơn bạo 5.4 mà còn dám nhân. Đó. Nhưng vấn đề đang vậy. Thiếu. Cái kênh này nó vậy các bạn. Quá thiếu. Okay. Đúng rồi đó, mình okay. Đang đúng hướng rồi đó. Đúng rồi, đúng okay, vậy. Okay. Đó, mình phải như vậy, đúng rồi. Rồi sao nhiều lông như vậy ta? Cứ như vậy mà làm, đúng rồi. Cứ như vậy mà làm, đúng rồi. Phải như vậy chứ đúng không? Phải như vậy. Cũng được. Cứ như vậy mà làm. Cũng được luôn, ok. Được. Giờ nhá, vô sách thương bạo. Đúng không? Mình lên trên mình vô sách thương bạo. Cứ vậy mà làm. Này làm sai nè. Cho cơ hội nữa sách thương bạo. Mình lên trên đấy. Xuống dưới là sai nhé. Xuống dưới là sai nhé. Nhớ nhé các bạn Long. Nhá. Mình đã có một bạn bị sai rồi đấy. Sao giọng anh giống như là gọi là trong trong bạn Nhi. Giống như mầm non đấy không? Rồi. Đây nè. Tỷ lệ giờ mình tạo thêm dòng sát thương bạo kích ở dưới này. Và mình vô hai dòng đó thôi nhé. Tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích nhé. Nhớ nhé. Oh! Chặt luôn. Mấy bạn này hay cãi quá ha. Giờ tới khúc này thì bắt đầu khó nè. Thôi chắc là anh cũng không nên nói về bạn này đâu ha. Ừ. It's alright, like. À, thì nó cũng được. Hình như cái này là cái lông mạnh nhất của anh thì phải, đúng không? Lông mạnh như thế này. À, 28 CV. Nhưng mà cái này có thêm sát thương bạo, nó là 25. Cứ giữ nó đi. Nhưng vẫn thêm, giữ tạm đi. Vậy chúng ta rồi. Tới tiết mục chính. Đừng nói vậy áp lực cho bạn, thấy không? Mình không nói gì hết. Cứ làm hết sức. Mình không nói gì hết. Mình không nói gì cả áp lực cho bạn. Được không? Là mình không nói gì cả với áp lực cho bạn. Không nói gì cả. Không nói gì hết. Oh my god. Wow. Được rồi này. Món đầu tiên. Yes. Hơi buồn cái Loron nhưng mà thôi kệ đi, nó vẫn là món đầu tiên. 39.6 CV. Ok, chúc mừng Hưng đã được một món. First. First cho Alekino. Khổ điên. Cứ vậy mà làm. Slogan bây giờ là cứ vậy mà làm. The next day. Lại là một cái lông này. Lại là một cái lông. Tại sao vậy? Tại sao? Mày đổi cái thành cái kia là mày ngon rồi không? Nói gì vậy? Mày nói chứ. Lại lông. Anh có nghĩ là anh bị lời nguyền lông không anh? Nhưng mà cái hoa này, trời ơi. Ây à. Ok, đồng hồ. Well, vậy ngày hôm nay không có đồ mọi người. Next.
tín hiệu của Wondering Way. Kéo người chơi trở lại Genshin. Thì ra đây là cách mà Genshin kéo lại người chơi sao? Tăng tỷ lệ kiếm được sát thương bạo tỷ lệ bạo lên 50% cái là, wow. Là có người chơi liền. Cảm ơn Wondering Way. Cảm ơn game W đó giấu chơi giấu tên. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu mình cảm ơn rồi xong bắt đầu vậy lại đó. Coi chừng nghe, coi chừng nó cảm ơn game xin đi bác liền á. Cứ bình thường. Nhưng mà ba đồ kiểu như thế này thì nó tốt là cứ bình thường thôi. Lại long. Không biết anh nó vui hay anh buồn á. Ừ. Rồi, nó bụng luôn. Ừ. Để ý là cứ mỗi lần Hưng nói là cho nó bùng nổ đi cái nó bùng luôn á. Ừ, lúc nào cũng vậy hết ta. Là bùng keo á. Ừ. À, nhưng mà tức ra chúng ta có cái ấy đúng không? Không, không biết gì hết, em không biết gì hết. Ờ, em cũng không biết gì hết đâu nha. Mình cứ bình thường, mình không đặt áp lực. Không ai biết gì hết, không ai biết gì hết. Cứ đặt áp lực, không đặt áp lực. Không đặt áp lực gì hết. Đặt xíu ốc được không? Chị thích thì đặt. Mày mà không vô ta giục mày á. Dạ mày vô không? Brother, what's that? What's that, brother? Vô. Vô. Vô mà còn Loron nữa chứ. Vô hết mà nó còn Loron nữa kìa. Vô nổ 2 lần mà nó lên 2.7. Trời ơi, 7.8, 3.9 mà. Trời ơi, khổ ghê. Rồi. Lời nguyền á, lời nguyền 7.8, 3.9 á. Như vậy là sau tập ngày hôm nay được cái lòng. Hết. ít ra đỡ hơn tập trước rồi chúng ta không được gì hết đi ha. Tập trước là những thứ tạm bợ. Ừ, tập này được một thứ thực sự tốt thì cũng đỡ, cũng đỡ. Dạ. Và chỉ số hiện tại bây giờ nhắm hơi lỏ chút xíu, chúng ta phải cải thiện ở những tập sau. Ừ, tại vì vấn đề duy nhất là chưa có cái ly, chưa có cái nón, chưa có nón crit ray á, giờ đang đưa nón crit dam. Nếu có tập 3 làm hơn được cơ lọ. Nếu chỉ nếu rất lớn.